xin kính chào các bạn khán giả của Gia đình Tết Trần. Ngày hôm nay thì khác với nhiều những cái video mà mình làm trên kênh Gia đình Tết Trần, đó là những cái cuộc sống của anh em phóng viên, những cái cuộc sinh hoạt của anh em phóng viên hay là của gia đình mình, thì ngày hôm nay mình đang tham dự một cái trận đấu bóng phủ. Thật với các bạn là mình rất thích đá bóng nhưng mà không có cơ hội để tập ăn tập chuyên nghiệp, nhưng mà với bản thân mình hay là những người mà sinh sống và đam mê bóng đá tại Việt Nam ấy, thì có một cái cơ hội là được tham gia những trận đấu bóng đá phong trào, và mình tin ai cũng có thể tham gia được cái sân chơi 7 người. Và đây là một cái giải đấu mà thực ra là thuộc dạng là hot, hấp dẫn và thuộc dạng là nổi nhất của bóng đá phong trào 7 người tại Việt Nam thời điểm hiện tại. Lúc này thì hai đội bóng, một đội bóng đại diện cho khu vực miền Trung và một đội bóng đại diện cho khu vực miền Bắc đang sau khi mà đã kết thúc hiệp 1 rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là cái trận đấu này sẽ diễn ra như nào. Và mình tin là đây là một cái ngày mà sẽ là một cái ngày rất đặc biệt của những đội bóng này, vì nếu như chiến thắng trong trận đấu này, các trận đấu này thì họ sẽ là những cái đội bóng mà lọt vào trận chung kết, và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm trận đấu thú vị. Xin mời các bạn. Trận đấu giữa câu lạc bộ Anh Phát và câu lạc bộ Hiệp Hòa là trận đấu bán kết đầu tiên, và đây là tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu này khi mà đội bóng đại diện cho Nghệ An được hưởng một quả đá penalty. Và trong thành của thủ môn Hưng Esele, người từng có thời gian ăn tập chuyên nghiệp và thực sự là rất cao lớn, nếu như có cơ hội ghi bàn trước thì Anh Phát sẽ rất lợi thế trong trận đấu này. Trận đấu rất cân bằng. Chúng ta hãy cùng xem pha đá penalty của cầu thủ bên phía Anh Phát. Như vậy là Hưng Esele đã đẩy một quả penalty cực xuất sắc khi ngả người đúng về hướng sút của cầu thủ bên phía đối phương. Một pha ngả người cực kỳ xuất sắc. Tiếp theo là tình huống của Hiệp Hòa. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên 2-0. Đây là bàn thắng của Sáng Percy, một trong những cầu thủ xuất sắc bậc nhất của bóng đá phong trào tại thủ đô, người từng chơi cho Thành Đồng. Và lúc này Hưng EC, xin lỗi các bạn, là Sáng Percy cho thấy khả năng của mình tại giải đấu năm nay. Ngoài ra đây là những bóng hồng, màu sắc rất riêng trên khán đài. Điểm nóng không chỉ ở trên sân mà còn ở trên khán đài nữa các bạn. Vớt cho thì tóc mà không vớt tóc cũng không vớt tóc, vớt tóc. Hello. Rồi, tiếp theo là chúng ta đến với trận bán kết thứ hai. Với đó là những hình ảnh thực sự mình nghĩ rằng là đặc biệt, đắt nhất trong trận đấu giữa FC Du Lịch và FC Zenit. Đây là cặp đấu của hai đại diện từ thủ đô và một đại diện đến từ Sài Gòn. Trận đấu đang thực sự rất căng thẳng và đây là trận đấu bán kết thứ hai. Ở trận đấu đầu tiên thì Hiệp Hòa đã vượt qua Anh Phát để tiến vào trận chung kết. Trọng tài bắt trận đấu này cũng là một trọng tài bắt tại giải bóng đá chuyên nghiệp. Các bạn thấy là nói đi. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở một cái trận đấu rất là căng.
căng thẳng. Đây là bán kết của giải bóng đá 7 người toàn quốc 2021. Cực kỳ căng luôn anh em ạ. Nói chung là tôi không thể nào mà không tập trung ấy. Đây này, anh em nhìn diễn biến trên sân này. Đấy. Đây là thời điểm mà các cầu thủ du lịch đang thực sự mong muốn có bàn thắng. Du lịch là một đội bóng cực kỳ nổi tiếng. Họ đã là nhà vô địch của HPL trong năm gần nhất. Trong màu áo của FC Du lịch có rất nhiều những ngôi sao: Linh Bích, Đức Chris hay thủ môn Đức Tín. Những cầu thủ nổi tiếng trong giới bóng đá tại thủ đô. Như vậy là đại diện của Sài Gòn đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Một bàn thắng rất bất ngờ từ một pha phản công và ăn mừng rất máu lửa của bên phía David, đại diện đến từ Sài Gòn. Bản thân mình thì mình không biết quá nhiều những cầu thủ của khu vực Sài Gòn. Họ thường chơi bóng đá 5 người. Chính vì thế mà sân chơi 7 người này cũng rất là khác biệt với các cầu thủ đến từ Sài Gòn. Nhiều cầu thủ của bên phía du lịch lúc này đang thực sự rất khát khao để có thể có được một bàn thắng gỡ điểm. Thủ môn Đức Tín đã lên rất cao rồi, trời không khác gì power play trong phút sang cả. Thủ môn lên cực cao, các cầu thủ David cũng đang rất là cố gắng để không cho đối phương có thể ban bật. Như vậy là thoát được pressing rồi. Linh Bích chuyền vào trong đi, Linh Bích, Đức Tín, chuyền vào bạn Đức Quýt. Như vậy là tỷ số đã được gỡ hòa 1-1. Một pha ăn mừng rất cảm xúc của Đức Quýt. Như vậy là đã có xô xát rồi, hai cầu thủ của hai đội đang lao vào nhau. Chúng ta hãy cùng quan sát kỹ tình huống này. Sau khi có bàn thắng gỡ hòa 1-1 thì bên phía du lịch đã có pha ăn mừng về phía khu vực kỹ thuật của Zebit, và có lẽ là điều này đã làm cho ban huấn luyện cũng như là những cầu thủ người dự bị của Zebit cảm thấy nóng mắt. Nhưng cũng phải nói thêm là trong như vậy là có một pha đánh đấm nguội của một cầu thủ ở thành phần bên phía Zebit. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống đánh nguội này. Trong trận đấu thì bên phía Zebit cũng đã có rất nhiều những lúc gầm rồi là gào lên khi mà nhận được những pha lợi thế về ném biên, đá phạt hay là những pha cản phá. Đó là một cách chơi quen thuộc của những cầu thủ đá futsal. Họ thường làm thế để đẩy cao tinh thần thi đấu của cầu thủ, nhưng đương nhiên sẽ làm cho các cầu thủ rất ức chế. Trận đấu mới bước sang đến kết quả 1-1 thôi, chưa đội nào có thể giành chiến thắng cả, nhưng vươn lên dẫn trước cả. Nhưng mà cả hai đội đang thực sự là tính như trận cầu là rất nóng rồi. Tiếp tục là các cầu thủ du lịch. Sau khi Linh Bách vào sân thì cầu thủ này đã tạo ra rất nhiều sự khác biệt. Đây là một chân truyền chú danh của bóng đá thủ đô, Linh Bách. Một pha sạc bóng của Đức Quýt.
sẽ biết còn có cầu thủ Phùng Trọng Luân, cầu thủ quả bóng vàng Futsal. Mặc dù là sân chơi phong trào, sân chơi có thể nói là không phải là chuyên nghiệp giống như sân 11, tuy nhiên đây cũng là sự hội tụ, giải đấu sẽ có sự hội tụ của rất nhiều những cầu thủ ăn tập cả Futsal lẫn chuyên nghiệp. Và chắc chắn là họ đều biết những ngón nghề trong bóng đá. Một pha tấn công, một pha phản công. Như vậy là Đậu Văn Toàn đã là người nâng tỷ số lên 2-1 cho Du Lịch. Một pha bóng phản công rất hay của Du Lịch. Đậu Văn Toàn, cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội FC, đã là người ấn định chiến thắng cho FC Du Lịch. Các cầu thủ bên phía Du Lịch ở khu vực kỹ thuật cũng đang tỏ ra rất ức chế và đã có những pha xô xát. Cầu thủ có lẽ là đây là một người trong thành phần ban huấn luyện của Zenit đã nổi nóng và đã có tình huống cầm đồ. Theo mình quan sát là cầm một viên gạch rất to lao về phía các cầu thủ Du Lịch.
7 tháng sau nói chuyện rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.